Trước mắt các bác là một mẫu lọc của Hàn Quốc có tên là 5010C và con dưới có tên là 6600, nhưng hai con này nó là một. Nhưng tại vì Hàn Quốc nó hay in chữ lung tung nên là nó mới có hai kiểu tên như vậy các bác nhá. Còn hai con này nó là một đấy, chứ không có chuyện là con dưới mà hơn con trước đâu, bởi vì nó không khác nhau một tí gì thì anh em. Nó là màu đen và tôi đang để giá cực kỳ đẹp là 3,5 triệu đồng. Lọc này có 6 chế độ nhạc của người dùng và 6 chế độ của máy. Chế độ nhạc là gì? Nó là các khung nhạc mà mình sẽ lưu lại. Nó là những cái giống các bác tưởng tượng như nó là các cái cần gạt lên xuống của giải âm bass mid-chep. Thì ở đây là các chế độ này. Preset là 6 chế độ của máy, nó đã lưu sẵn 6 khung nhạc. Nếu anh em nào không muốn lưu của người dùng thì có thể dùng kiểu của máy. Còn nếu chế độ người dùng thì bấm sang chế độ user. Ở đây tôi đã lưu sang 2 khung nhạc rồi. Nếu chưa lưu nhạc thì thanh nó sẽ nằm ngang như này đó. Lọc có hai đường vào âm thanh, đó là đường live và đường tape. Đây, bấm vào đây nó sẽ mất tiếng này, nếu hiện chữ tape mở mất tiếng đó. Còn đây nút equalize mình không dùng đến. Đây là nút equalize defeat, là có lọc và không có lọc. Hiện chữ defeat là sẽ không có lọc. Lọc có vế trái và vế phải, mình sẽ để cả hai vế liền một lúc thì mình chỉnh nó sẽ tiện. Còn đây là nút nhớ, ấn vào đây hiện chữ memory tiếng Anh là nhớ. Còn đây là kiểm nháy và khuôn nhạc, bấm vào đây nó sẽ hiện khung nhạc ra. Bề ngang tầm gần 44cm. Ngoài ra còn có nút để chỉnh cao thấp của đèn nháy, hay còn gọi là volume đèn nháy. Hàng bãi zin luôn, xịn luôn. Chỉ lau chùi bụi qua là đăng luôn, mời các bác xem đó. Dùng điện 220. Và đây là thông tin của sản phẩm đó. Con trên số series là 0181, còn con dưới là 318. Điện 220 có hai đường vào, đường live, đường xuất xuống âm đi lúc nào chỉ một đường, còn đường vào bên cạnh đường tape ở bên này. Tôi sẽ lưu một kiểu ở số 3 để em theo dõi. Về chất lượng âm thanh của những mẫu lọc Hàn Quốc, nói luôn các bác là từ 2 triệu trở lên đã rất hay rồi. Nó chỉ khác nhau về kiểu dáng thiết kế, độ đẹp mà nó có giá khác nhau. Chẳng hạn mẫu lọc này 3,5 triệu như tôi dám cá với các bác nó chỉ hay như mẫu lọc 2 triệu 8 này thôi. Nhưng tại vì con 2 triệu 8 nó thiết kế không đẳng cấp bằng con này nên là nó có giá rẻ hơn. Con này thì nó hai đèn, còn con kia một đèn. Thế vậy thôi. Chỉnh nhạc to hơn này. Kiểu số 3. Tôi nó tép lên này. Ra nhằm chinh chiến mới quen nhau mà. Cho lời lên này. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nó giả sử khi tôi đã chỉnh được xong khung nhạc, tôi ấn vào nút lưu và ấn lại số đó một lần nữa. Giờ số 4 cũng như vậy nha, cho nhiều tép và lời bắt cấp cho lưu số 4, ấn số 5 rồi. Ngày mai nó tươi trên đường năm sáu này, dặn nhau gắn dù cho vành môi sẽ khô mây cũng mỉm cười. Hai năm sau dễ hơn ăn mì tôm các bạn ạ, cực kỳ dễ luôn. Chỉnh nhạc là gì? Mình bấm vào khuôn vào cái nút tương ứng, mình chỉnh lên xuống bass chép, ấn vào nút lưu, ấn vào nút muốn lưu, vậy là xong. Xin cảm ơn nhà các bạn. Thông tin địa chỉ của hàng tôi rất rõ trên tờ biển, anh em có thể đến tận nơi và ở xa có thể đặt cọc tiền, tôi sẽ gửi đi cho các bác. Nếu các bác nào tiện chuyến nhà xe khách không cần đặt cọc, tôi cũng có thể gửi. Đấy là tiện chuyến nhà xe khách. Còn với trường hợp gửi qua dịch vụ Viettel là bưu điện, chắc chắn phải đặt cọc thì cửa hàng mới dám gửi cho các bác nha. Và giá là giá tại cửa hàng 3,5 triệu chứ không bao gồm tiền ship. Anh em nhớ là không có tiền ship nha.